Chào các bạn đọc của Thư viện Lotus Community, mình là Hoa. Không biết các bạn đã bao giờ tự hỏi khi chúng ta đi biển hay đi leo núi hay là đi chơi thể thao, chạy bộ chẳng hạn thì chúng ta nên đi loại giày dép nào chưa? Cuốn sách mà chúng ta sẽ đọc hôm nay về cậu bé tên là Sherman sẽ đưa ra cho chúng ta những gợi ý về cách chọn loại giày dép phù hợp cho những dịp khác nhau hoặc cho một số điều kiện thời tiết khác nhau. Vậy chúng ta hãy cùng đọc và tìm hiểu xem nhé. Cuốn sách này có tên là Which Shoes Would You Choose? Của tác giả Betty Rosenthal. Which shoes does Sherman choose to go shelling at the shore? He wears flip-flops so his feet won't get sore. Does Sherman wear flip-flops when he hikes over rocks? Of course not. Hiking boots with a thick pair of socks. Which shoes does he choose for his favorite sport? Tennis shoes only allowed on the court. Does Sherman wear tennis shoes when he goes for a swim? Of course not. Flippers work the best for him. Does Sherman wear flippers when he stays at Grandma's house? Of course not. Slippers for tiptoeing, quiet as a mouse. Which shoes does Sherman choose on a rainy day? Galoshes keep him dry when he goes out to play. Does Sherman wear galoshes to skate into town? No, he wears skates and pads in case he falls down. Does Sherman wear skates when he goes out to eat? Of course not. Dress shoes look great on his feet. Which shoes does he choose for playing baseball? Sneakers are best so he won't slip and fall. And which shoes does Sherman choose when he climbs into bed? Flip-flops, skates, tennis shoes, flippers, hiking boots, dress shoes, galoshes, slippers. Of course not. When Sherman says goodnight and turns off the light. Bare feet are just right. Cuốn sách của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Sau khi đọc cuốn sách này, các bạn đã biết lựa chọn loại giày dép phù hợp cho mình chưa? Mình hy vọng là các bạn đã thích đọc cuốn sách này và mình hẹn gặp lại các bạn vào buổi kể chuyện lần sau. Tạm biệt! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong rằng các bạn cảm thấy thú vị khi đọc cuốn sách này cùng tụi mình. Cuốn sách nói với The Long Book này được thực hiện bởi Lotus Community, là một dự án thư viện phi lợi nhuận. Lotus Community mong muốn những cuốn sách tiếng Anh chất lượng tốt có thể tới tay mọi gia đình khắp đất nước Việt Nam. Để tìm hiểu thêm về dự án, các bạn vui lòng ghé qua lotuscommunity.org.vn nhé.